Vừa rồi là chúng ta đã giới thiệu xong với nhau cái nhóm công cụ đầu tiên ở trong các công cụ chọn là nhóm công cụ Marquee. Và nhóm công cụ Marquee này giúp chúng ta vẽ ra hai cái thể loại vùng chọn rất là đơn giản, đó là hình chữ nhật và hình ellipse. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cái nhóm công cụ tiếp theo là nhóm công cụ có tên là Lasso, bao gồm có 3 công cụ là Lasso thông thường, Polygon Lasso và Magnetic Lasso. Phím tắt của nó đều là L. Trước hết là vùng chọn thì chúng ta đã tạo ra được rồi. Thế thì vậy thì có cần phải có nhiều công cụ để tạo ra vùng chọn như thế hay không? Và tại sao lại phải phát sinh ra Lasso trong khi mà Marquee chúng ta đã có rồi? Thì câu trả lời rất là đơn giản là cái nhóm công cụ đầu tiên này nó chỉ cho chúng ta hai dạng vùng chọn rất cơ bản, đấy là chữ nhật và ellipse. Do đó thì không phải lúc nào nó cũng đáp ứng được yêu cầu của chúng ta, không phải chỗ nào, không phải hình nào nó cũng có hai cái dạng là chữ nhật và ellipse như thế cả. Do đó thì khi mà tôi cần một tùy biến vào trong một cái hình nào đó mà nó có tính chất đặc biệt một tí thì tôi cũng cần có một cái công cụ đáp ứng được yêu cầu đó, tính zích zắc, tính tùy biến nó phải cao. Thế thì đấy là cái vai trò sẽ được giao cho Lasso. Trước khi mà chúng ta nói sâu về cái vai trò cách dùng của Lasso thì chúng ta cũng giải thích về cái tên của nó một chút. Đó. Lasso thì chúng ta dịch nghĩa đen của nó là cái thòng lọng. Và thòng lọng thì trong phim ảnh cũng như trong đời sống các bạn thấy là nó thường được sử dụng để bắt, để trói một cái gì đó. Đó. Ví dụ như trong phim Cao Bồi Biển Tây các bạn thấy là tung thòng lọng để bắt ngựa này, bắt bò này, bắt cừu này, đôi khi là bắt người. Đấy. Thế còn nặng nề hơn nữa thì treo cổ. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta không có cái hành động đó ở trên cái thao tác này, mà đơn giản là chúng ta chỉ muốn bắt các điểm ảnh mà thôi. Đấy, và chúng ta thao tác và như thế này. Tức là chúng ta nhấp chuột và giữ chuột, sau đó thì chúng ta sẽ dê cái chuột đi xung quanh cái hình mà chúng ta muốn cho tới khi nào mà điểm đầu điểm cuối khép lại chạm với nhau, tạo thành một cái vùng khép kín, nó giống như là cái vùng thòng lọng ấy, thì chúng ta nhả chuột ra và chúng ta sẽ tạo ra được một cái vùng chọn có tính chất khép kín như thế. Và chính vì cái thao tác gọi là điểm đầu điểm cuối khép với nhau tạo thành vòng khép kín giống như cái thao tác thắt một cái thòng lọng thì người ta mới gọi nó bằng cái từ như thế. Và cái điểm mạnh của cái Lasso này thì chính ở cái điểm là tùy biến cao của nó, có nghĩa là nó có thể dịch trái, dịch phải, lên xuống, uốn éo theo cái hình dáng của cái hình mà chúng ta cần lấy, thay vì việc là luôn luôn chỉ bám vào hai cái hình rất là cơ bản là chữ nhật và hình ellipse thôi, thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết những cái vùng chọn nào mang tính tùy biến cao. Thế thì ưu điểm của nó là gì đây? Lượn lờ được, đúng không? Lên xuống được, vòng ra vòng vào được một cách thoải mái theo cái đối tượng gốc mà chúng ta muốn lấy. Thì đấy là cái vai trò của Lasso. Tuy nhiên điểm yếu của nó là gì? Điểm yếu của nó là không chính xác hoặc là rất khó chính xác. Tôi lấy ví dụ như là tôi muốn vẽ theo cái hình cái bó cải này chẳng hạn. Đó. Tôi có thể nhấp giữ chuột và tôi cố gắng tôi di, nhưng mà cũng sẽ có những lúc tôi di nó bị ăn vào trong một tí, cũng có lúc nó sẽ bị di ra ngoài một tí. Bảo tuyệt đối chính xác thì chắc là không thể nào tuyệt đối chính xác được. Đấy. Mặc dù tính tùy biến của nó thì cao, nhưng mà cũng có những lúc là ăn ra hay lẹm vào. Tuy nhiên thì các bạn thấy rằng là nó đi tương đối sát theo cái hình dáng. Và điều yêu cầu hơi khó của cái này là lúc nào chúng ta cũng phải giữ chuột, không được phép buông chuột ra. Tại vì là nếu mà chúng ta mà buông chuột ra thì buông ở đâu thì nó sẽ kết thúc ở đó, và tại cái điểm chúng ta kết thúc nó tự động nó nối vào với cái điểm đầu tiên để tạo thành một cái vùng khép kín. Đấy. Như vậy là cái yêu cầu duy nhất là ở đây là gì đây? Khi chưa kết thúc xong thì không được phép nhả chuột. Đấy, còn nhả chuột ở đâu là nó sẽ tự động khép kín ở đấy. Thì đấy là cái thao tác mà chúng ta sẽ làm việc với cái Lasso. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái thứ hai. Nói tới cái thứ hai ở trong nhóm này là cái công cụ Polygon. Polygon thì sao? Polygon thì nó hoàn thành cái công việc theo một cách hoàn toàn khác.
thay vì việc lúc nào cũng phải nhấp giữ cái phím chuột và hoàn thành cho đến xong cái thao tác, thì chúng ta sẽ có một cách làm việc thoải mái hơn. Ở Polygon Luxo thì nó chỉ cần chúng ta là nhấp rồi thả chuột thôi. Khi nhấp chuột rồi nhả chuột ra thì chúng ta tạo ra một điểm neo. Và tại cái điểm neo thì chúng ta sẽ có một cái đoạn tự động nối giữa cái điểm mà chúng ta đã nhấp chuột với lại đầu chuột, đầu trỏ chuột. Đây, chúng ta di đến đâu thì cái đường nó chạy theo đó. Và chúng ta muốn nó chạy theo hướng nào thì chúng ta sẽ gióng nó theo hướng đó. Tại cái điểm mới thì chúng ta kích chuột, sau đó lại nhả, lại kích chuột và cứ đi theo cái đường mà chúng ta cần. Đặc biệt đây là cái đoạn thẳng, cho nên là các bạn vẽ theo cái những đoạn nào mà có nhiều cái hướng thẳng thì vô cùng dễ, vô cùng nhanh và rất là chính xác. Tuy nhiên đối với đường cong thì thế nào, chúng ta có vẽ được không? Do nó là thẳng thì cũng vẫn vẽ được, nhưng mà chúng ta cần phải làm việc theo cái cách là gì đó, từng đoạn ngắn một, chúng ta cuốn dần bằng cách là vẽ theo các cái đoạn ngắn đó. Này thì nó cũng cong dần và chúng ta cũng sẽ lấy được cái hình mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên là vẽ đoạn thẳng thì nó nhàn hơn rất nhiều, còn vẽ đoạn cong thì chúng ta phải làm rất là nhiều lần click rồi thả, uốn dần theo cái chiều cong đó. Cong càng nhiều thì chúng ta vẽ phải nhiều đoạn hơn. Đó. Đấy, chúng ta sẽ làm như thế này. Lần từng tí một như thế này cho tới khi nào mà chúng ta vẽ xong được. Và thực ra thì chúng ta còn có một cái phương án mà giao nữa này. Chúng ta sẽ có phương án giao như thế này là thích vẽ nó như một cái Luxo kia cũng được, thì các bạn nhấn giữ an cho tôi. Lúc này các bạn nhả chuột ra nhé, nhấn giữ an và nhấn giữ chuột thì lúc này nó sẽ vẽ theo kiểu của Luxo kia, có nghĩa là uốn éo theo tay vẽ này đó. Và nếu như chưa kín thì chúng ta sẽ phải khép kín lại. Đây, kết quả là như thế này, chúng ta đã có được cái vùng chọn nó khớp vào với lại cái hình của chúng ta. Thế thì cái này đặc biệt phù hợp với những cái hình ảnh nào mà có các công trình kiến trúc này, có máy móc này, vân vân, bàn ghế, những cái gì mà nó có nhiều cái nét thẳng thì công cụ này là công cụ tuyệt vời để mà vẽ thật là nhanh. Nhưng mà gặp phải cái đoạn mà cong cong thì thằng này vẽ được nhưng cũng hơi tốn nhiều công, tại vì nó phải nối bởi nhiều cái đoạn ngắn một. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ giới thiệu tới cái công cụ gọi là công cụ Magnetic. Magnetic thì ở đây chúng ta lại giải thích về ngữ nghĩa của nó một tí. Magnetic thì nó là từ tính, và chúng ta sử dụng cái từ tính là như thế nào? Nam châm, đúng không? Nam châm thì có từ tính, và khi mà nam châm gặp sắt thì nó sẽ tự động hút vào. Nhưng ở đây thì chúng ta cũng chả có sắt, cũng chả có nam châm, chúng ta chỉ có các công cụ tạo vùng chọn và các điểm ảnh mà thôi. Và cái thao tác mà chúng ta đang cần chính là lựa chọn được chính xác các vùng hình ảnh ở đó để chúng ta cắt, chúng ta ghép với nhau. Thế thì có một thế vậy thì nó sẽ hoạt động như thế nào? Nó sẽ hoạt động là vẽ bằng cái này, thì nó sẽ giúp chúng ta là vùng chọn vẽ ra tự động bám vào đường biên của các đối tượng. Thế vậy thì một câu hỏi đặt ra là lúc đầu tiên chúng ta đã trao đổi với nhau, chúng ta đã thống nhất rằng là Photoshop nó không biết được là có đối tượng nào ở trên màn hình, không biết được đối tượng nào đang có mặt ở trong bức ảnh. Nếu mà đã không biết được có bao nhiêu đối tượng và các đối tượng đó là đối tượng gì, thì làm sao mà nó biết được đâu là đường biên của đối tượng đó? Câu hỏi này có vẻ rất là vô lý, rằng là tự động bám vào đường biên, nhưng mà thực ra thì nó lại diễn giải theo một cái logic cực kỳ đơn giản. Hai đối tượng khác nhau mà có màu khác nhau thì nó sẽ tạo ra một đường biên kéo dài. Ví dụ nền là màu trắng, quả dưa màu vàng, vậy thì nếu như mà có một cái vệt là nó kéo dài, cứ một bên là trắng một bên là vàng, đấy chính là biên giới của hai cái đối tượng quả dưa và cái nền trắng. Vậy thì chỉ cần là cứ bám được vào cái ranh giới bên trắng bên vàng, thế là ok,
nó không cần biết là hình dáng như thế nào, nó cứ bám theo một cái đường biên kéo dài, bên này là màu này, bên kia là màu kia là xong. Thế thì logic đó nó sẽ giúp cho chúng ta vẽ được như thế này. Đây, tôi bấm chuột này và nó tự động đo, à một bên trắng một bên vàng rồi. Sau đó thì tôi di chuột một cách tương đối chính xác thôi, việc còn lại là việc của công cụ, nó sẽ tự động tìm và bám vào một cái hình mẫu giống như cái điểm đầu tiên, à cứ một bên trắng một bên vàng thì bám vào. Và tôi cũng chẳng cần phải cố gắng quá, tôi chỉ cần di chuột một cách tương đối chính xác, tự động nó sẽ bám vào cái hình mẫu mà nó đã được xác định lúc đầu tiên. Và bây giờ tôi có được một cái vùng tròn rất là hoàn hảo mà vẽ xung quanh cái quả dưa này. Thì đấy là thao tác mà chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta vẽ lấy bắt lấy chu vi của một đối tượng nào đó. Tất nhiên là nó cũng có điểm yếu, nếu như mà nền nó không phải là thuần một màu, nếu như mà nó không khác biệt quá về sáng tối tương phản thì nó sẽ dẫn tới kết quả rất tệ. Đây, cũng cùng màu vàng như thế. Nếu như bây giờ chúng ta cùng thử nghiệm ở trên cái nơ này chẳng hạn, cái núi nơ này chẳng hạn, thì thao tác cũng vẫn như vậy nhé. Bấm này, nó tự động đo trong đo ngoài này. Và bây giờ tôi cũng làm thao tác cũng giống như vừa nãy, là cố gắng di một cách tương đối chính xác theo cái hình mà mắt tôi nhìn được. Thế nhưng các bạn thấy rằng là các cái điểm mà nó tự động bắt vào rất rất kém, bởi vì cái màu này nó tương đối giống nhau và độ tương phản rất thấp, cho nên nó không xác định được. Tất nhiên tôi cũng có thể là hỗ trợ bằng cách là thỉnh thoảng tôi bấm vào một cái để nó xác định lại cái mục tiêu, nhưng mà như thế thì cũng không khác gì phải tự vẽ, tại vì là nếu mà không dừng lại một cái thì lập tức là nó sẽ bắt một cách rất là lúng túng, nó không biết bám vào đâu, tại vì rất nhiều điểm có vẻ giống nhau, nó không phân biệt được sự khác biệt. Đây này, sang đến đây cũng chả biết bám đâu, sang đến đây cũng chả biết bám đâu, nó dao động ở trong khoảng này một cách lưỡng lự và không biết là sẽ chọn cái điểm nào là điểm mà click. Đấy, đôi khi là chúng ta phải hỗ trợ nó bằng cách bấm chuột, và nếu mà chúng ta đã phải hỗ trợ thì chẳng khác chúng ta tự chọn cả. Thế thì trong trường hợp như thế này thì người ta sẽ không chọn cái công cụ này nếu như mà nền phức tạp hoặc là màu quá giống nhau hoặc là độ tương phản kém thì chúng ta sẽ không sử dụng cái công cụ này, mà chúng ta sẽ tiến hành chọn lựa bằng cái công cụ khác. Đấy, thì rất mạnh nhưng mà có yêu cầu của nó, có nghĩa là màu sắc phải khác biệt nhau, độ tương phản phải tương đối mạnh mẽ, hoặc là đôi khi chúng ta cần phải có sự hỗ trợ cho nó thì chúng ta mới có thể là lựa chọn được. Thế hoặc là không thì các bạn sẽ phải tăng hoặc giảm cái gì đấy, các bạn tăng hoặc giảm cái tham số contrast này đấy, để cho nó có thể phân biệt được là khác nhau bao nhiêu thì coi như là khác, và nó phân biệt được để nó bám. Tuy nhiên là cách dùng của nó thì vẫn phải cố gắng là chọn cái hình ảnh nào mà độ tương phản nó đủ cao hoặc là màu khác biệt nhiều thì nó sẽ là công cụ tuyệt vời để giúp chúng ta chọn lựa thật nhanh. Và cũng như vừa nãy thì chúng ta thấy là phím L là cái phím tắt chung, và chúng ta phải nhấn phím Shift đó. Chúng ta phải nhấn phím Shift và thêm L nhiều lần để chúng ta chuyển qua chuyển lại giữa các cái công cụ đó. Thì đấy là cái nhóm công cụ thứ hai, là nhóm công cụ của Luxo, sẽ giúp chúng ta chọn một cái vùng chọn nó có tính chất tùy biến cao hơn, chứ không phải chỉ có chạy đi chạy lại giữa hai cái vùng chọn hình chữ nhật hoặc là hình ellipse như cái nhóm công cụ Marquee đầu tiên.